mới lọt vô địa điểm là có dấu hiệu rồi hả? Cái chỗ này của xã Yên Luông, chào cả nhà. Xã Yên Luông chỗ này anh Giang mấy tháng trước anh có tới lui thường lắm, bắt được một số con hậu hành, một số con hậu sáp với đặc bẫy thì bị mất. Bữa nay tụi mình quyết định đi lại khu này, rồi cũng có dấu rắn ở chỗ này mà bắt được nè. Chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Có chú Sáu với anh bé, anh bé nhỏ đi mấy bên kia đang vòng qua. Dùi hả? Đuổi dùi hả? Dấu bự, dấu bự. Sâu muối nữa rồi. Con này nhậu dữ lắm, gì sâu muối vậy? Con này đâu nhậu, bởi nhậu ghé anh Sơ tới giờ đâu nhỉ. Tại nhiên sâu, tại lạnh này sâu bị rồi. Chứ không có lọ thuốc gì hay lắm mà. Hít mưa nó lạnh quá, lạnh hít vô nó cũng vậy à. Mà trời nắng á. Một hít bữa rồi, cả 2 tuần lễ chưa hít nữa. Như một hũ 299.000. Em hũ 200. Mua 2 hũ tặng hũ. Vậy là 200 hũ hả? Có người thì chịu cái đó hít, người như người đâu hết. Khỏi kiếm. Kiếm gì? Khỏi kiếm chỗ này đá không? Kiếm rồi thấy có dấu sao bỏ được. Chú Long Trình. Lụm. Nó mới quét cái này vô anh Giang. Ừ. Phải không? Gì? Mới quét vô đó. Dưới chỗ anh con trai còn nghiện thôi. Bên ngày đi đánh lộn, ban đêm giật đầu chơi. Không phải dưới chỗ anh còn con trai về nhậu không à? Rồi.
luôn. Ta đào đá không giả bộ làm bích lỗ đi. Anh đào với ai bắt được bắt buộc anh đào đâu anh giả bộ. Cái mẹ hè chứ nằm đó. Cái mẹ hè là gì? Hiện gì vậy anh bé? Này nó phải ốc mai, ốc sên. Đó đó. Nó bò vô đó. Hai mày dốc cũng còn đồ thằng. Cái mũ quần à. Đâu. Giật nước à, rút đi hả? Nước gì giật à? Không biết nằm bên nào, không biết nằm cách nước hả? Nhặt khô đó đâu còn còn được không? Nó này này nó giật giật nè này này, này. Nó giật giật nè nó nước giật hả? Giật giật mặt nước á. Ừ. Mặt nước nó có. Nó có con gì dưới nó giật gì nè. Cua vậy không? Hả? Cua vậy không? Đây, đâu con cua à. Anh? Đâu? Nè nó ra nè. Đây, đó. Ủa rắn gì á? Rút cái sáp. Sáp á. Có những quả đó đó. Đứng trên dò dò. Ghê vậy? Rút qua đây. Rút đi rồi, rút đi rồi. Có cái lỗ lỗ lên. Rút lên rồi. Theo đây nè, qua đây nè. Đây, cua que, chạy lè. Anh bé nè. Đó đó. Không. Có, nó đang chạy qua mà. Ủa, dù vô đâu lại ghê lắm nha. Cái gì đâu có gốc cỏ á. Đó vậy.
vô luôn á. Đó lại có ổ nhỏ nhỏ trong đó nữa. Không, này vừa thì trong cái gốc cỏ này có lỗ không chừng nữa. Thì gốc cỏ nó dễ có cái lỗ bít trong đó lắm. Đi thẳng trong rồi. Khi mưa nó lấp lại mấy cái lỗ mình cũng thấy. Ừ. Đứng im á, anh thấy nó có lỡ nó có dùi chân mình đứng im á, đừng nhảy lâm chum lâm chấm. Nhảy lâm chum là anh đạp nó luôn á. Ủa vậy là cái ngách giật nước này là con khác nữa ha anh Gia? Đó đó. Tưởng nó hai con. Đúng quê lắm. Cho đây. Con tỉ nghe nó lít. Con tỉ nó lên cao cao đó. Ừ. Lên nào mà chuột ông chuột cũng muốn đi đâu cũng đi. Nó lối luôn rồi đây đây nó chạy khỏi bên nó lái. Chạy coi dòm về dòm nghe này nó đâu chạy đâu được nó anh nè con ngon. Nó đu nó này nè. Bung luôn. Lên á. Không có cái dáng lên mà khỏi mặt đất á. Mình không có thấy. Bự nè. Được không? Được. Ký lô. Cái này đây nè. Hả? Nghe thầy đây nè. Dạ. Dạ. Gửi chỗ đó nó có. Hình như cái lỗ đó phải không? Ừ. Thầy đây nè. Dạ. Cái lỗ đó đó. Nhỏ không phải rồi, không phải rồi, không phải rồi. Có nghe cái thì, nắm luôn có nghe cái thì mà không biết chỗ nào à. Dé yeah, thì dé yeah đi mà. Đó, dạ, nữa. Dé yeah. Tui chứ. Ông mà. Hơn ký. Ê. Còn sao mập quá vậy? Hơn ký. Bày hai bữa. Còn mập quá vậy? Bự ha. Ồ, đã hơn anh dở cao lên anh nha. Chứ có trứng vậy? Không phải 1,5 m không? Chứ có trứng vậy? 1,5 m không? Đầu. Bể trứng vậy rồi. Vậy á. Vậy á. 1,5 m chứ anh. Hơn á. Hơn 1,5 m luôn. Không biết đâu 1,5 m được. Này chắc. Vô. Quấn 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 quay lít. Đừng có vuốt tay vậy. Đâu chắc được ký hai hai lẫn ký ba quá tính bao lưới luôn ký năm không tới nè ký ba 50 luôn tôi lưới ký tư là rắn ký mốt hả rắn ký mốt bị cái này nó bọc lưới nước nhem cả thú này nó tới 200 rau lẫn ướt ba luôn á. Ừ. 300 g ước vậy là ba luôn rồi còn ký mốt hết vàng muốn trắng chịu ở cái hang nó khoái nó chịu ở là đơn giản vậy đó nó là nó ở đó cao bộ nó cao mà nó
hơi ẩm luôn, nó chịu rồi nó vô đó ở. Còn thứ mà trò tay vô đó rồi có hướng một à. Không có, bây giờ thằng á, mình mà không chọc cây là nó chưa có phòng bị. Nghe dân ca kể chuyện nghe mệt luôn mình biết. Con cho cái vô rồi nè. Mệt là tốn thời gian quá. Em kể chuyện nghe mệt tốn tốn thời gian. Nói đừng hỏi có người giải thích trả lời nữa. Còn phiên dịch. Có phiên dịch trả lời. Cái gì thấy con rắn còn cái đuôi không? Không, mà nó lú cái đầu à. thấy nó không? Không, mà nó lú cái đầu. Mương này bắt ếch được nè anh Giang. Hả? Mương này nè. Có ếch không? Nó đẹp đông nằm lại đó. Mương này giờ ra ruộng rồi. Bả mà. Bả với ra ruộng rồi. Cái mưa này ếch nó đâu có ở ha. Để dành. Để dành mốt đến đi đến lẻ. Bắt đầu là trời hết mưa nó bắt đầu nó mới kiếm hang đó. Cái bộ nằm lớp luôn. Cái bộ để dành đó, đi ngoe đi bắt. Lấy gì kia cái gì ông gì hỏi mấy thằng đập. Mày hỏi gì? Đó. Con ngựa Giang ca. Hơn nửa ký rồi. Con là bị cho chứ không phải con ngựa. Hơn nửa ký rồi. Con ngựa. Hơn nửa ký à. Dạ đang con ngựa lột mới vừa lột sáng. Con là thích đi. Chặt ta. Con nhai bầu tôi lấy cần câu tôi cắm anh bé anh đi ngang đây sao nó nhảy ra nè nó chạy ra ngoài kinh nó rồi có dòm cái mé bệnh á coi có lên không. Chắc nhỏ chứ không bự, thấy nó giận giận nhỏ nè. Nó động động ngoài đó phải không? Kìa, dòm cái miếng kia coi. Con hổ ngựa nó chạy rồi. Đẻo không có phục, có đạp rồi. Đó mình đạp rồi. Sao mà không thấy ra? Nó lặn hơn. Dạ. Con ngựa lặn hơn. Không. Lặn chứ. Mà vậy nó đâu lặn đâu. Lặn đâu. Sao qua đám cỏ bán rồi. Nhanh lắm chứ bộ. À, bộ có đèn, có đèn đá ghê lắm các bạn. Cắt cái lỗ. Siết quái. Nè, cuốc này đồ siết quái. Thấy không? Thấy con không? Nó dẻo quá thấy không? Sát xuống nè, thấy không? Ừ. Chuột chứ. Anh bé anh phải đạp cái này dính liền. Có thấy đâu. Có chạy qua vòng vòng không à. Thấy được chụp rồi. Đó, đôi,
cắm câu ở ngoài lắm dính nè. Cắm. Cái này cắm thiếu lắm dính vậy. Tôm cũng cỡ này quá. Mà thấy nó vô luôn mà còn không bắt được kìa. Thông hơi cho nó mát. Lỗ thông hơi. Từ hồi vô làm tháng là tới nay. Vô lít vô làm tháng mấy lên quên lít. Tháng 2 tháng 3 gì. Như sau Tết á. Qua Tết rồi. Này tháng 9 năm lịch mình vậy là 9 tháng rồi hả? Thì ngày đầu tiên mấy anh đi trước một ngày rồi qua sau em vô đó. Rồi qua Tết là nghỉ ăn Tết xong rồi là vô đi bữa đầu tiên là qua bữa sau là em vô. Chỗ lên nè. Sầm luôn. Có hả? Một cười. Này đâu có dấu rồi đó. Bữa nay trời trong đẹp quá mà tụi mình đi không có được nhiều, tại vì cái này đêm nhỏ thôi, nếu thường thường là tụi mình sẽ đi một cái đêm nữa, nhưng mà nay đi khu vực này cái đêm nhỏ, đi hết cái dòng rồi về, nay bắt được con với phần nữa ở nhà mình có cái đám tang của ông cậu phụ qua nay, là sáng tranh thủ đi ăn về sớm. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Chẳng về nữa con ơi, còn phần điện em biết công làm sao này, chắc em đi làm vô trường. Em ơi, nếu thương anh em thấu hiểu.